nắng gắt rồi lại mưa dông, nhưng cho dù thời tiết có như thế nào thì kỹ thuật Techline vẫn sẽ vận chuyển và lắp đặt máy bán hàng tự động tận nơi theo yêu cầu cho bạn nhé. Hôm nay bên mình sẽ bàn giao máy tại một địa điểm rất quen thuộc, đó chính là Thư viện Hà Nội. Thư viện vào dịp hè thì rất là đông luôn đấy các bạn, rộng rãi, thoáng mát, không gian cực chill với nhiều đầu sách hay dành cho các độc giả, nằm ngay tại ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, chiếm trọn cả view phố đắt giá của trung tâm thủ đô nữa. Bật mí cho các bạn là thẻ thư viện ở đây cực kỳ rẻ luôn, ngồi học bài, đọc sách, làm việc ở đây mà còn có cả đồ ăn và nước uống để nhâm nhi thì còn gì bằng, phải không nào? Mọi người ở thư viện thì cực kỳ nhiệt tình, đã giúp Techline vận chuyển máy để quá trình bàn giao diễn ra thuận lợi nhất. Kỹ thuật viên Techline đã hỗ trợ xuyên suốt từ quá trình setup, hướng dẫn vận hành để khách hàng chỉ việc cho sản phẩm vào máy và kinh doanh thôi ạ. Vậy khách hàng nào muốn kinh doanh máy bán hàng thì liên hệ với Techline để được tư vấn chi tiết về giải pháp phù hợp và có trải nghiệm kinh doanh tốt nhất nhé.